Oh, quang hô. Rồi, ngon lành chưa? Đây là thập chỉ liên tâm tại Mỹ Bình. Chúng tôi đang là tiếp tục truyền hình trực tiếp phương pháp điều trị thần kinh tọa mà vừa rồi chúng ta chữa ở đợt 1 và bây giờ bắt đầu tiếp tục ở đợt 2. Xin mời các bạn tiếp tục theo dõi. Mọi người đang theo dõi trực tiếp đợt 2. Điều đây là cái bài quay lưng. Đây là cái cô Nguyệt mà ở Hà Lan thì chữa cái này giỏi lắm. Và sau khi mọi người sẽ xem xong cái đợt điều trị lần thứ hai này á, là mọi người sẽ thấy cái hiệu quả thật tuyệt vời của thập chỉ liên tâm. Xoay cái chân bên này không được xoay ngược sang bên này, xoay vào trong. Và cái tay này mình giữ cái mông này mình giữ thì nó không bị lệch cái đâu. Xoay xoay vòng tròn. Nhưng mà nhớ đâu không chú kim đồng hồ, quay vào trong chân, phía trong chân. Vô Facebook. Quay vào đây đấy, cái bông bên này mình ép cái chân nó sang nó sát được cái gối này, cái gót này nó sát bên này. Có thể có người người ta cứng thì quay vài lần nó mềm, nhưng mà quay nó vừa độ thôi, đừng có ép vào nhưng người ta đau cơ đơ cơ đau không chịu được. Nên là nếu mà chân họ bị cứng quay dần dần thì ép vài lần. Rồi. Mọi người cứ tiếp tục theo dõi anh Sơn Trân. Tuần này dành cho
chục lần đó ép rồi, đã khó khăn không có được. Và mọi người cứ xem sau cái đợt mà xoay chân này xong á thì bác này bác sẽ chạy mới đi và chạy ào ào luôn. Bên này xoay cũng từ bên kia xoay sang cái chân này. Bây giờ cũng xoay vào trong hết. Vào trong. Nhưng mà mình nếu mà mình chưa quen thì có thể mình đứng sang bên kia. Cái bên kia mình xoay. Giờ bác làm cái này chữa được cái khác luôn. Dạ xong rồi. Đủ 10 vòng rồi xong rồi anh cho ép hai chân cùng một lúc rồi cho bà xuống chạy luôn. Mọi người sẽ theo dõi là đợt đầu điều trị á thì bác đã là thấy tốt rồi ha, nhưng mà bắt đầu tới đợt 2 mọi người sẽ thấy một sự thay đổi rất là kỳ diệu luôn. Rồi được rồi anh, cho bà xuống rồi anh cho ngồi xuống tiếng chèn một lần nữa, yêu cầu mọi người tránh ra. Rồi xin mời mọi người tiếp tục theo dõi. Cả thế giới đang nhìn về chúng ta. Đây là đài truyền hình trực tiếp từ Melbourne, Australia. Rồi xin mời. Rồi bác ngồi xuống. Mọi người bây giờ thấy bác nhẹ nhàng lên chưa? Rồi, xin mời bác. Bây giờ bác là bắt đầu chạy thoải mái rồi đó. Chạy luôn. Quang hô. Rồi, ngon lành chưa? Rồi, bác có ý kiến đi. Rồi, xin mời bác. Dạ. Dạ tôi rất cảm ơn vị bác sĩ này giúp tôi chữa được cái bệnh này. Rất cảm ơn. Dạ. Nhờ em với chị Ngọc Hoa, chị Phúc chị cho tôi qua công tác với kia kêu ở chỗ đi đó. Dạ. Giới thiệu tôi lên đi chữa được cái bệnh này tôi rất mừng. Còn hơn chút số nữa. Dạ. Dạ. Và bác có bất ngờ không? Dạ bất ngờ thì dạ hả? Dạ. Rồi ở đây ai có ý kiến gì không? Dạ, thấy cái cảm giác nhưng mà chị ý kiến là có khi á cô phát biểu như vậy thì mọi người trên thế giới người ta đọc á. Dạ. Thì người ta rất là mừng. Dạ. Mà khi người ta về vài bữa người ta sẽ bị đau lại, người ta sẽ thất vọng. Cho nên em muốn thầy có một lời khuyên cùng với mọi người. Ừ. Đều nghe đã biết. Dạ. Rằng là khi mình về phải tập thêm như thế nào nữa để mình bảo tồn cho lưng mình được lâu dài. Dạ. Đó là ý kiến của em. Dạ. Rồi xin mời. Ai phát biểu nữa? Không anh á, anh trả lời. Khi mà chữa xong là bữa nay chị thấy thoải mái. Yeah. Tại vì gân cốt tốt hết rồi. Yeah. Đó, nhưng ngủ đêm sáng dậy. Yeah. Nhiều lúc nó cứng đờ. Yeah. Thành ra nó tập. Yeah. Phải như tôi nói hồi nãy, tối ngủ phải tiếp tục ép gối, tức là ôm đầu gối vô sát ngực. Yeah. Thở ra làm vậy mỗi chân 10 lần. Yeah. Và làm xong rồi làm hai chân một lượt. Rồi quay lại, chị cũng có thể quay chân nữa. Yeah. Đây tôi hướng dẫn cho khi chị hay là chị là coi cũng làm thì chị có thể thì làm. Yeah. Chị nằm xuống chị có thể tự quay chung. Yeah. Tự quay chân từ trong ra ngoài. Từ trong ra ngoài. Xong rồi chân kia. Từ trong ra ngoài. Đó thì như vậy cái gân nó sẽ giãn luôn. Yeah. Làm
nhiều lắm là một tháng là sẽ đứt luôn, hết luôn. Và kết hợp dùng đá. Dạ. Và dùng đá nóng để ở gan. Tại sao? Tại vì khi để đá nóng dùng gan, cái nhiệt độ nó lên, nó giúp cho mau mạch huyết chạy đều. Trong người nữ có 4,5 lít máu, người nam có 5 lít máu trong người. Trong một tiếng đồng hồ thì được 60 lít máu đi ngang cái gan. Cái gan là cái cơ quan lớn nhất trong cơ thể mình. Đó, nó lọc máu qua, nó lọc những chất cặn bã, nó đẩy ra, nó giữ lại. Dạ. Nó giữ lại cái chất tốt, máu tốt nó đưa cho người. Thì khi mà dùng đá có thể mình hết đau gối luôn. Tại sao? Tại vì ở dưới chân mình nó có mấy mao mạch, cái gân mình cũng có mao mạch. Khi mà máu của mao mạch lưu thông thì lúc đó mình hết đau. Nhiều người nói tôi chưa đau, tại sao tôi hết đau? Đau đầu gối, đau vai, đau lưng. Thì nhờ máu lưu thông mọi nơi thì nó hết đau. Rồi, xin mời chị có cảm tưởng. Có ý kiến? Dạ. Tôi rất vui mừng là bữa nay được tới đây. Tại vì tôi mấy tuần trước tôi có coi trên YouTube á, tôi có thấy rồi sắp đi đến năm này, tôi rất là mừng, rất là mừng. Mà tôi tính cuối năm này tôi sẽ đi qua bển, tôi có quay cái địa chỉ, tôi có chụp nữa, tôi tính đi tới đó. Tôi đến đó là mà học chị bệnh. Nhưng mà tự nhiên cái hồi tình thường hôm chủ nhật này tôi lên trên học đường chùa, rồi có phát tấm giấy, cái tôi mừng quá tôi về, cái tôi phải điện cho chị, tôi rủ chị đi liền. Nếu mà chị Hoa, có chị Hoa kia, chị Vũ là đi hôm xuống chỉ là có người chở. Còn không, tôi nhà cũng phải đi xe lửa, ngồi taxi vô đây. Tôi phải về dẫn chị tôi đi. Còn một người chị nữa, mà tôi cũng điện thoại hai lần rồi, mà biểu chị lên, chị không có lên, tôi rất là tiếc. Dạ, rồi. Tôi xin cảm ơn nhiều, bữa nay tôi có đau, tại vì thần kinh tôi cũng là chị bệnh. Rồi, xin cảm ơn bác, xin cảm ơn mọi người. Dạ, cảm ơn. Rồi, buổi tường trình đến đây là chấm dứt. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Viện nghiên cứu và ứng dụng bấm huyệt thập chỉ liên tâm.